được hết, vậy tôi rước Hòa Thượng về. Không phải phân biệt, không phải phân biệt, không giai cấp, phải không? Nhưng mà bàn thờ là biểu hiện cái lý tưởng, biểu hiện cái sự tôn kính của mình với cái vị giáo chủ. Mình không dễ dãi cái gì cũng đưa lên đó được cả. Các vị đồng ý với tôi quan điểm này không? Mình không phải là ai cũng đưa được đâu. Chọn lọc thật kỹ. Và các vị đã chọn lọc kỹ lắm rồi mình mới quy y vị đó, mình mới thọ pháp vị đó. Cho nên trên bàn thờ mình cung kính hết nhân tu vạn hạnh, nhưng mà mình thờ cái thần tượng nào mình kính ngưỡng thôi, chứ không phải để nhiều. Ông Phật Tây Tạng, ông Phật Thích Ca Tây Tạng lấn ông Phật Thích Ca Việt Nam, ông Phật Thích Ca Thái Lan lấn ông Phật Thích Ca Việt Nam, ông Phật này chen chỗ với ông Phật kia, anh ngồi xích quá anh kia chút. Đó, thờ cho gọn thôi. Nếu các vị thờ Đức Di Đà thì một tượng, hoặc Đức Quan Âm một tượng trang nghiêm. Đừng nghĩ là phải ngoại giao hết, không cần thiết phải vậy. Thờ Đức Thích Ca, người ta còn gọi Ngài là Phật Tổ, vì có thể nói là ngày nay chúng ta có duyên được học Phật Pháp là những giáo pháp của Đức Thích Ca truyền dạy lại, cho nên chúng ta thờ Ngài. Đảnh lễ Đức Thích Ca, qua đó chúng ta học được cái đức tính năng nhân tịch mặc của người. Thích Ca dịch là năng nhân, người hay làm cái việc nhân từ, hay làm điều nhân đức để an lạc cho mọi người. Nhưng cái tâm của Ngài luôn luôn tịch mặc, không bị cái việc được đó mà mừng, không bị cái việc thất đó mà buồn. Dù tâm luôn luôn tịch mặc vắng lặng, không có vọng động, nhưng vẫn chuyển bánh xe chánh pháp làm lợi lạc chúng sanh. Từ cái đức tính của Phật, chúng ta thấy được rằng mình cũng nguyện học tập như vậy. Mình thờ Đức Thích Ca để tỏ cái lòng tri ân và báo ân của mình được học Phật ở kiếp này. Mình nguyện sẽ giữ tâm thanh tịnh và gửi cái năng lượng từ bi này đến mọi người, để mọi người cũng được an vui, cũng có nhiều hạnh phúc như chính mình. Khi mình hiểu được như vậy và mình lạy xuống rồi đó, thì hình ảnh Đức Phật, lời dạy của Đức Phật, những đức tính đó đang có mặt trong cái tư thế mà phủ phục đảnh lễ đó. Mình thấy giữa mình với Phật cái khoảng cách mỗi ngày nó gần lại, và một lúc nào đó mình thấy à, lời nói của mình cũng giống Phật rồi đó, hành động của mình cũng giống Phật rồi đó. Mỗi ngày mình có khả năng chế tác ra những cái đức tính năng nhân tịch mặc giống như Phật. Trong những giây phút tu tập đó, trong những cái giây phút mà tâm mình thức tỉnh đó, mình có khả năng chế tác ra được cái năng lượng năng nhân tịch mặc của Phật.
Cái đức tính năng nhân tịch mặc là cái sức mạnh của đạo, cho nên gọi nó là đạo lực. Chính cái năng lượng này, cái đạo lực này sẽ giúp cho mình chuyển hóa nghiệp lực khi nó xảy đến. Nhờ vậy mà cũng vấn đề đó, nhưng mà mình có tu thì tự nhiên mình chuyển hóa được. Còn người ta không tu, nhiều khi người ta bị vấn đề đó làm cho họ buồn khổ lên. Chúng ta thờ Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta cũng phải tìm hiểu cái công hạnh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là gì. Người ta xưng niệm là Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi niệm lên như vậy là nói lên cái lòng tha thiết mong cầu Đức Bồ Tát giúp cho mình vượt qua khổ, vượt qua nạn. Bồ Tát Ngài có cái hạnh lắng nghe, cho nên quán là quán sát. Ngài quán sát cái âm thanh của thế gian, nơi nào chúng sanh kêu cầu thì Ngài sẽ có mặt. Ngài có mặt ở đó bằng cái biểu hiện của cái tâm từ bi. Chính cái chất liệu từ bi đó giúp cho người ta chuyển hóa khổ đau. Khi chúng ta lễ Đức Bồ Tát như vậy rồi, chúng ta nguyện sẽ học theo hạnh của Ngài. Mình nguyện sẽ lắng nghe chứ không có nói nữa. Phần nhiều á, ai cũng muốn nói mà không ai chịu nghe. Cho nên á, càng ngày cái khoảng cách nó càng xa, hiểu lầm xuất hiện. Nhiều khi mình chỉ cần nghe thôi, mình nghe một hồi rồi tự nhiên mình thấy thương chứ không thấy ghét nữa. Nó xúc phạm mình. Mình ở tuổi cô bác của nó chứ, mà nó nói không có trên có dưới gì hết. Nó mắng xối xả, bực chứ. Đang lại Phật đây à, nó đi ngang trước mặt mình, nó không coi ông Phật là gì hết. Đố quạo. Nhiều khi đang lúc ở trong cảnh Bồ Đề mà tự nhiên thấy không thanh tịnh, đang lúc tu tập như vậy tự nhiên mình phiền não lên. Đang lại Phật đi ngang đụng tay mình nhỉ, phản ứng liền bực bội xuất hiện, phiền não xuất hiện, bực lắm. Tính là một chút tụng kinh xong rồi ra sân đã biết. Nhưng mà nhờ lễ Bồ Tát Quan Thế Âm, mình nhớ được cái đức tính của Ngài là hạnh lắng nghe. Mình lắng nghe, trước tiên mình cũng theo dõi con đó ở đâu, cô đó ở đâu, cái anh đó ở đâu. Sau khi mình tìm một số thông tin lắng nghe rồi, mình biết được gia đình của người đó. Và mình thấy là gia đình đó thì không có học hành gì đến nơi đến chốn hết. Gia đình không có đầm ấm, cho nên con cái không có được chăm sóc giáo dục kỹ. Vì vậy mà nó mới có những cái thái độ đó, có những lời nói đó. Mình nghĩ đến đó rồi tự nhiên mình thấy rằng nếu như mình vô phước, mình sanh ở gia đình đó, mình không được giáo dục kỹ như vậy, liệu mình có nói những cái lời, có những cử chỉ bất kính, bất mục đó hay không?
Mình nghĩ đến đó, tự nhiên mình thấy là thấy thương. Nơi trái tim của mình nó ứa ra một cái giọt nước từ bi. Ở nơi cái con mắt của mình nó nhỏ giọt nước từ bi. Mình thấy thương hơn là thấy ghét. Nhờ vậy mà mình chuyển hóa khổ đau. Ai khổ đau trước? Mình khổ đau trước. Và ngay trong lúc mình biết lắng nghe là mình đã chuyển hóa khổ đau được của mình rồi. Đến một lúc nào nó được nhắc nhở, nó được chỉ bảo, lời thưa bác, hôm trước con vô ý quá, con đi ngang con đụng bác, con thấy ân hận, mà sao lạ, mà sao thấy không bác không mắng nhiếc, không cự nữ gì hết à. À, con ngồi xuống đây đi để bác nói con nghe. Thế là dạy cái gì nó cũng nghe hết. Đó là mình có khả năng. Vì mình chuyển hóa được phiền não của mình rồi, chuyển hóa được đau khổ bất an của mình rồi, thì mình có rất nhiều khả năng để giúp người khác chuyển hóa. Lễ Bồ Tát Quan Thế Âm, thì ngay cái giây phút mà mình trong cái tư thế phủ phục như vậy, trong cái tư thế mà mình đang chiêm ngưỡng hình tướng của Ngài, mình nguyện sẽ học theo cái hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm để giúp chuyển hóa đau khổ. Khi mà mình làm được như vậy rồi á, thì mình dần dần mình thấy lời nói của mình không có mâu thuẫn nữa, lời nói của mình không có chia rẽ nữa. À, lời nói của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cũng như vậy. Thì như vậy là Bồ Tát Quan Thế Âm đang có mặt trong lời nói, Ngài đang biểu hiện trong lời nói. Như vậy trong hành động, trong ý nghĩ cũng vậy. Khi mình hiểu được như vậy thì mình sẽ thấy Bồ Tát Quan Thế Âm đang có mặt khắp mọi nơi. Bồ Tát Quan Thế Âm đang có mặt trong đạo hữu đây, đang có mặt trong đạo hữu kia. Bồ Tát Quan Thế Âm đang có mặt ở nơi cái việc làm của ổng, của bả. Ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, ưng dĩ thanh văn, ưng dĩ đồng nam, ưng dĩ đồng nữ, đáng dùng thân hình nào để độ Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ thể hiện trong hình tướng đó. Nhưng mà nhớ cái thể hiện đây không phải là ăn mặc như cái tượng, phải không? Đấy là chúng ta tạc theo cái hình tượng, cái phục sức xưa thôi. Chứ ngày nay mà tìm Bồ Tát Quan Thế Âm phải ăn mặc như vậy á, thì chỉ có lên kịch trường sân khấu hát bội mới gặp. Chúng ta phải thấy Bồ Tát Quan Thế Âm đang có mặt ở trong thính chúng này nè. Mọi người đang có chất liệu lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm bằng cái tâm đại từ, thì mình thấy Bồ Tát đang có mặt trong Bồ Tát chồng, Bồ Tát vợ, Bồ Tát con, Bồ Tát anh, Bồ Tát chị, Bồ Tát em. Và Ngài có mặt khắp mọi nơi. Vì vậy chúng ta sẽ không bị kẹt ở một hình thức nào cả. Lễ Bồ Tát Quan Thế Âm như vậy thì chúng ta thấy mình thiết lập được cái cảm ứng giữa mình với Bồ Tát. Và Bồ Tát Ngài có mặt khắp mọi nơi, mình đi đâu có Ngài ở đó với mình. Thì như vậy á, là chúng ta đưa Phật vào đời. Ông Phật không phải ngồi trên bàn thờ nữa, mà ông Phật đang đi cùng với mình. Ông đang xách giỏ đi qua chùa Huy Nghiêm hàng tuần Chủ Nhật để tu học. Ông đang đồng hành với mình từng bước chân đây. Lễ Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đức Văn Thù là hàng trí tuệ bậc nhất trong hàng Bồ Tát, là vị có trí tuệ bậc nhất trong hàng Bồ Tát. Văn Thù Sư Lợi là Diệu Cát Tường, tức là chữ diệu là màu nhiệm, cát tường hay là kiết tường là tốt đẹp. Một khi mình
dùng cái tuệ giác để mình nhìn sâu hiểu thấu thì mình mới có khả năng thương nhiều. Nhìn sâu và hiểu thấu là có tuệ giác mới thấy được như vậy. Khi mình nhìn sâu hiểu thấu, mình có nhiều tuệ giác rồi, tự nhiên hành động của mình kịp thời và đúng lúc, lời nói của mình phù hợp và tương khế. Có một lần tôi đi qua Trung Quốc, có một cái em Phật tử đó, nó người Tàu, người Hải Nam. Hắn qua Việt Nam, hắn làm việc và theo người bạn đến chùa chơi quen đó. Thế rồi sao về lại Trung Quốc. Thì khi chuyến đi đó thì ảnh biết được cái thông tin có tôi qua, thì ảnh hẹn thầy qua, thầy điện cho con ra con chơi với thầy một chút. Thì đến Thượng Hải và gặp ảnh, điện thoại gặp. Không có thời gian nhiều, tại đoàn chỉ ghé ở cái bến sông cái gì phố đó ở một chút để cho chụp hình thôi rồi phải đi. Thế sau khi nói chuyện thì cũng không nói nhiều lắm, không có thời gian. Thôi, gặp đây thì chúc cho anh có sức khỏe và dành thời gian để học Phật. Có học Phật mới có khả năng gìn giữ những hạnh phúc mình đang có. Lâu gặp quá, thầy có gì cho con không? Không có đem gì theo hết. Thôi, cho mượn cái viết đi, có cuốn sổ đi không? Đưa đây, tôi viết cho ảnh hai câu. Tâm địa nhược thông, huệ nhật tự chiếu. Tôi viết chữ nho, viết xong đưa cho ảnh cái này. Ủa, sao thầy biết? Tôi nói, biết cái gì? Anh nói, sao thầy biết tên của vợ con? Té ra vợ anh tên là Huệ Tâm. Tôi viết hai câu, tâm địa nhược thông, huệ nhật tự chiếu. Khởi đầu là chữ tâm, chữ huệ. Anh nói, tên vợ con là Huệ Tâm, Huệ Xin. Tôi nói, thôi, chó ngáp phải ruồi rồi. Sau này hỏi ra, ảnh với vợ ảnh cũng cơm không lành, canh không ngọt. Mà tôi lại nói ở trong cái thời điểm đó, mà viết chữ lại trúng ngay cái tên vợ anh nữa. Đây không biết có phải là Diệu Kiết Tường không? Tốt đẹp một cách màu nhiệm. Và cũng từ đó, ảnh về ảnh suy nghĩ cái đó. Sao ảnh điện qua, ảnh nói, không biết thầy thế nào mà thầy nói được con về, con suy nghĩ dữ lắm. Cho nên thôi con với cổ làm hòa rồi. Thật ra tôi đâu có trí tuệ gì đâu, mà cũng không có biết gì hết á. Nếu có chăng là gặp được người quen và mình học Phật thì mình cũng muốn cho họ có hạnh phúc. Cho nên mình chúc họ. Thì tôi nhớ hai câu đó của Đức Lục Tổ ở trong Kinh Pháp Bảo Đàn, thì tôi viết lại. Cứ giữ tâm cho sạch. Tâm địa tức là cái nền đất, cái nền tâm, cái đất tâm mà mình làm vệ sinh sạch sẽ, quét, dọn rác rưởi cho sạch rồi đó, thì mặt trời trí tuệ sẽ soi. Mặt trời soi nhưng mà rác mấy lớp vậy nè, đâu có soi tới. Thành ra nó vẫn ẩm ỉ, nó vẫn ướt át, nó vẫn xanh những côn trùng. Quét dọn cho sạch sẽ đi thì tự nhiên mặt trời chiếu vô, nó làm khô sạch. Tâm địa nhược thông, huệ nhật tự chiếu. Tự nhiên nó trúng với cái bệnh của ảnh, tự nhiên nó trúng với cái tên của vợ của anh. Chứ tôi đâu có bói quẻ đâu, có biết gì đâu. Tôi không biết đó có phải là Diệu Kiết Tường không. Cho nên chỉ cần chúng ta tu học cho tốt, đem cái năng lượng của từ bi và trí tuệ để mà ứng xử trong cuộc sống, thì tự nhiên có những cái trùng hợp. Tự nhiên có những cái trùng hợp và nó làm cho người ta chuyển hóa được, làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Chứ mình không có tài thánh gì hết. Nhưng mà về Bồ Tát thì ngày siêu việt lắm. Chỉ cần chúng ta thắp sáng tuệ giác thì chúng ta
tự nhiên có những cái năng lực như năng lực của Đức Bồ Tát Văn Thù. Nhìn sâu, hiểu thấu, đó là cái đặc biệt của Đức Văn Thù. Có tuệ giác thì mới nhìn mới thấy. Đối thoại với mình mà tay chân nó cứ vê cái này, nó xe cái nọ, nó cứ trở qua trở lại, biết là nó đang rối đây rồi. Mình đọc được liền. Mình đang nói gì mà nó rối, nó không biết phải sao, nó đang hoài hoảng. Nhưng mà nghe, con mắt theo dõi, hai tay đã thế, có lập trường vững vàng lắm á, đừng hòng mà làm cho ông thay đổi. Đây là những cái chuyện thường, những người nào có tinh mắt họ cũng đọc được như vậy. Huống hồ là trong cái kinh nghiệm này lại có tuệ giác tu tập nữa, thì chúng ta sẽ hiểu được đối phương. Mình hiểu được đối phương thì mình mới có thể mới thể cảm thông và giúp người ta. Lễ Bồ Tát Phổ Hiền, thờ Bồ Tát Phổ Hiền thì chúng ta cũng phải tìm hiểu cái công hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền ở chỗ nào. Lễ kính chư Phật nhất giả, một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là quảng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu thỉnh chuyển pháp luân, bảy thỉnh Phật trụ thế, tám thường tùy Phật học, chín hằng thuận chúng sanh, mười phổ gia hội hướng. Đó là mấy cái nết tu của Ngài, đó là cái hạnh tu của Bồ Tát Phổ Hiền. Cái hạnh tu của Bồ Tát Phổ Hiền như vậy đó, cái nết của Ngài đẹp như vậy, cho nên Ngài ở đâu và làm cái gì đều có khả năng dâng hiến niềm vui cho người khác, dâng tặng niềm vui cho người khác. Tùy hỷ công đức, nãy giờ bác thấy con lại Phật mà tự nhiên bác hạnh phúc. Ta đứng ngoài cửa, ta nhìn thấy mày lại Phật á, rồi ta thấy nó an lạc gì đâu á. Cái tùy hỷ công đức, chỉ cần thật tâm như vậy thôi là mình đã có được cái phước ăn theo rồi. Con ráng làm việc đó nghe, việc đó tốt lắm đó. Cái đó không phải chỉ thỉnh Phật trụ thế, thỉnh chuyển pháp luân đâu, mà các bạn đồng tu hãy làm những việc đó để làm lợi lạc chúng sanh. Hãy tạo điều kiện như thế nào để mọi người cùng đến tu học với mình, chứ không có mà tạo cái khoảng cách để chia rẽ. Chỉ cần chúng ta biết học theo cái hạnh nết tu của Bồ Tát Phổ Hiền thì mình đều có khả năng dâng tặng niềm vui cho người khác. Thờ Bồ Tát Địa Tạng, lễ Bồ Tát Địa Tạng, chiêm ngưỡng Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta cũng phải hiểu cái công hạnh của Ngài. Nơi nào có khổ đau, nơi đó có mặt. Địa ngục chưa trống thề không thành Phật, chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề. Câu này các vị đã đọc trong kinh Địa Tạng rồi. Bồ Tát Địa Tạng, Ngài vào trong cái chỗ u tối khổ đau để soi sáng cho người ta bớt khổ. Cho nên chúng ta thấy cái đặc biệt ở chỗ là Bồ Tát Địa Tạng thì thể hiện ở hình tướng một ông thầy đầu cạo khoác cà sa, hình tướng người xuất gia, chứ không phải hình tướng cư sĩ bới đầu lèo, thắt bính, thắt biếm rồi đủ chuyện. Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, mình thấy hình tướng cư sĩ. Nhưng Bồ Tát Địa Tạng là phải cạo tóc.
Hình tướng đó là hình tướng giải thoát. Mình vào trong địa ngục khổ đau, bị trói buộc, giam cầm, cho nên Ngài thị hiện hình tướng giải thoát để người ta tin cái đã. Từ mình có giải thoát rồi mình nói người ta, người ta mới nghe. Bán thuốc sơn đông mãi bỏ đó, thuốc này uống vào á, ăn được, ngủ được, khỏe mập ra. Nhưng mà bản thân cái người rao bán ốm như con cò ma vậy đó, liệu người ta có tin nên ta mua thuốc về uống không? Không. Cho nên lễ ngày thì chúng ta cũng phải nguyện, mình phải làm sao để mà mình học cái hạnh của Ngài, vào trong cái chỗ đau khổ. Tao mà nhiều khi tao muốn ở chùa luôn hả? Tao về nhà, nhà này nhất là địa ngục vậy. Tao bỏ ra cho bay ở đó, tao về vô chùa tu. Địa ngục này của ai tạo ra? Của mình tạo chứ. Mình vô chùa thì mình cũng ôm địa ngục đó theo ạ. Cho nên mình phải vào trong địa ngục đó để mình coi cái ổ khóa chỗ nào mở ra. Mấy đứa sao hôm rày cứ hụt hạt hoài vậy con? Má đi chùa không có thời gian, nhưng mấy con ở nhà sao không có chăm sóc nhà cửa gì hết. Đứa này nảnh đứa kia. Ngồi lại tìm hiểu. Đứa thì đi làm thêm giờ, đứa mắc rứt con, bỏ nhà cửa không ai, hương tàn khói lạnh này cái nọ. Thôi, mấy con bận vậy thôi, má không đi chùa nữa, ta ở nhà ta dọn. Bảy tám chục tuổi rồi, từng tuổi này mà phải đi quét nhà, đi phơi đồ mấy đứa nó. Chúng ta làm bằng cái tâm của Bồ Tát Địa Tạng. Đến một lúc nào á, nó hiểu ra, nó nói thôi, má đi chùa đi, tụi con sẽ chia thời gian để làm. Chứ mình cự nữ, mình không vào trong cái chỗ khổ đau đó, thì mình không soi sáng được những cái khổ đau của nó đâu. Không phải đợi chết mới vào địa ngục. Địa ngục không phải để dành cho người chết thôi. Nhiều khi đang sống này nè, mà cái tâm của mình cũng ở là địa ngục. Mâu thuẫn nội kết, mình phải nhìn sâu vào trong đó. Cho nên ngay ở chỗ này thì mình thấy cũng có hạnh của Đức Văn Thù nhìn sâu, hiểu thấu, lắng nghe, thì tự nhiên có khả năng dâng tặng niềm vui. Thành ra bốn vị Bồ Tát nè, Quan Âm, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền, bốn vị này chúng ta thường thấy, đến chùa thường thấy, và nhiều khi ở nhà các Phật tử cũng thường thấy. Thì chúng ta phải học cái hạnh của các ngài. Lễ Đức Phật, lễ vị Bồ Tát nào, chúng ta cũng phải tìm hiểu vị đó với mình có liên can gì. Tại sao mình lễ ngài? Là vì mình muốn học với cái công hạnh của ngài. Công hạnh của ngài là như vậy, mình quán chiếu lại, mình cũng thấy mình cũng từng phần có được từng phần những cái đức tính của ngài. Mình nguyện sẽ nuôi lớn những cái đức tính này. Vì vậy, trong một Đức Phật, trong một vị Bồ Tát, chúng ta cũng thấy được cái công hạnh của các vị khác. Ngày xưa Hòa Thượng Viện Chủ ở đây chưa trùng tu, chưa xây dựng chùa này, người ta gọi ngài Hòa Thượng Viện Chủ chùa Ứng Quang. Người khi tôn kính không gọi là Hòa Thượng Triết Quảng, người ta gọi Hòa Thượng Viện Chủ Ứng Quang. Nhưng bây giờ Hòa Thượng ổng về đây, ta hỏi Hòa Thượng Trụ Trì Huệ Nghiêm. Mai mốt Hòa Thượng ổng lên núi Thị Vải, ta hỏi Hòa Thượng Viện Chủ chùa gì? Ở trên núi chùa gì? Linh Sơn. Có một thôi.
Nhưng mà ở Huệ Nghiêm gọi Hòa Thượng Huệ Nghiêm, ở Ấn Quang gọi Hòa Thượng Ấn Quang, ở núi Thị Vải thì gọi Hòa Thượng Linh Sơn, Bủ Thiền. Trong cái mắt thấy tai nghe, ý nghĩ hành động, Đức Phật nào cũng có khả năng đó cả, Bồ Tát nào cũng có khả năng có. Nhưng mà cái mặt hạnh, cái mặt hạnh của các ngài nó trỗi, nó nổi trội là ở lắng nghe. Vị này biểu hiện ở hành động, ông kia biểu hiện ở ánh mắt. Như một cái sân khấu, kỳ này tôi làm vua nha, anh làm tướng đó, hãy tôi ra lệnh anh là dạ. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm là vị cổ Phật, nhưng ngài nguyện thể hiện trong cái nhiệm kỳ của Đức Thích Ca để yểm trợ, để giúp. Vì vậy mà ngài làm cái Bồ Tát Quan Thế Âm thôi, chứ ngài thành Phật. Trong mật giáo, Đức Quan Âm cổ Phật là thầy ngày xưa Đức Thích Ca học. Đức Thích Ca là học trò của Đức cổ Phật Quan Âm. Trong mật giáo, trong cái khoa chẩn tế đó, thì đầu tiên là quy mạng Quan Âm, tại vì Đức Quan Âm là cổ Phật, là thầy dạy cho Đức Thích Ca cái phương pháp cứu bạc diệm khẩu ngạ quỷ. Nhưng ở cái vai trò chỗ này thì Đức Quan Âm là Bồ Tát, là hàng dưới thôi. Ứng hiện sắc thân diễn dương diệu pháp, đáng dùng thân hình nào thì ngài có mặt ở nơi đó bằng cái hình tướng đó để độ. Chúng ta lễ ngài, thờ ngài là nói lên cái sự tôn kính và khát ngưỡng. Mình thần tượng Đức Quan Âm thì mình cứ thờ Đức Quan Âm, cũng về cực lạc được, đi xe đi tàu cũng bình an, cũng làm được mọi việc hết. Chứ không phải nhất thiết là mỗi việc là phải thỉnh mỗi ông đó ra. Thật ra Đức Phật mà mình tạc thờ đây á, là mình tạc theo kinh điển ghi lại 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm. Nếu mà Đức Thích Ca, Thái tử Tất Đạt Đa, Đức Thích Ca mà còn sống và có dịp đi chu du thế giới, ngài qua bên Trung Quốc nhìn thấy mấy ông Phật, ủa đây là mình đây hả? Qua bên Thái nhìn mấy ông Phật, ủa đây mình đây hả? Qua Việt Nam nhìn thấy mấy ông Phật, chắc ngài cũng không biết ai là mình là ai. Vì vậy mà mình sẽ không thắc mắc cãi, ông này Di Đà chứ ông Thích Ca gì, ngực không có chữ vạn mà, ông kia Thích Ca chứ đâu phải Di Đà, ông nói dược sư. Mình cứ cãi thì thật ra do cái lễ nghi và cái hình tướng, cho nên người ta biểu hiện bằng cái thủ ấn, bằng cái thế, rồi mình dựa trên đó mình nói đây là Thích Ca, kia là Di Đà, nọ là dược sư. Phật tiền Phật hậu Phật, giai đồng nhất Phật. Phật trước hay sau, đạo hạnh công đức như nhau cả. Cho nên chỉ cần mình nhất niệm tâm vô quái ngại thì Bồ Tát chư Phật luôn luôn có mặt trong giây phút hiện tại đó. Thế cho nên các Phật tử thờ Phật, chúng ta nên đơn giản và trang nghiêm. Không nhất thiết phải thờ nhiều, nếu như là mình cái nơi chỗ không có rộng. Nói như vậy không có nghĩa là không được. Có nhiều nơi nhà rộng, người ta dành cả một cái tầng, cái gian phòng làm như một điện Phật thì rất là tốt. Nhưng thờ vị nào nên sưu trà lý lịch trước, để mình hiểu, mình biết
Và tượng nào đặt để trong đó cũng phải trang nghiêm cân đối. Thì như vậy là thờ, như vậy là hợp lễ. Còn để nhiều quá nó rối loạn lên, rồi vái ông này, vái ông kia, vái ông nọ, cứ xoay qua trở lại bốn phương tám hướng đều lễ hết. Thì nó thực ra thì cũng tốt, nhưng mà chuyên nhất vẫn hơn. Hiểu về Bồ Tát Quan Âm rồi, Địa Tạng rồi, Văn Thù rồi, Phổ Hiền rồi, buổi sau chúng ta sẽ nói tiếp về các cái hình tướng của các vị thần, các vị thánh mà chúng ta thường thấy xuất hiện trong cái thờ. Rồi sẽ nói thêm liên quan đến cái vấn đề mà thờ cúng tổ tiên, những vị quan thánh vân vân, để người Phật tử chúng ta có những kiến thức rõ ràng về vấn đề này. Đó cũng là sự tu học. Thật ra cái tu và cái hành á, hai cái phải đi đôi. Người ta thường nói tu hành mà. Cái hành động, chúng ta thực hành, làm thế nào phải thể hiện cái sự tu tập ở trong hành động đó. Trong hành động đó thể hiện được cái tu tập. Trong cái tu tập đó nói lên được cái điều chúng ta đang thực hành. Vì vậy, nhìn một bàn thờ trang nghiêm, có chủ đề, người ta biết người Phật tử đó tu học có căn bản. Trên tinh thần đó mà hôm nay chúng ta triển khai nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử có sức khỏe, và chúng ta tư duy lại những điều tôi vừa trao đổi. Xin thỉnh đại chúng đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả trời.